Baby bus. Xin chào, tôi là thuyền trưởng Kiki. Hãy chọn giúp tôi một chiếc thuyền đi nào. Thuyền rồng. Thuyền rồng. Hãy thêm trang trí để làm đẹp chiếc thuyền. Đi thôi nào, thuyền trưởng nhỏ. Xin chào thuyền trưởng Kiki, đây là bản đồ kho báu. Bạn có thể giúp tôi tìm dương báu không? Không vấn đề gì cả, tôi sẽ đi tìm kho báu. Hãy đi theo bản đồ kho báu và bạn sẽ tìm thấy dương báu. Wow! Giữ nút để khởi động con thuyền. Đảo kho báu ở ngay trước mặt, cố lên. Cướp biển đến rồi, hãy đánh bại hắn. Đừng không chạy thoát. Hãy chạm. Quay lại. Bạn đã đánh bại cướp biển, làm rất tốt. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Đây là trạm dịch vụ. Hãy lái thuyền vào trong và kiểm tra xem nào. Sơn bị chóc ở trên thuyền rồng và mấy cái đinh trên thuyền cũng bị dỉ rồi. Hãy lấy những cái đinh dỉ ra và thay đinh mới. Hãy sơn chiếc thuyền rồng. Thuyền của chúng ta đã được sửa xong rồi. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Đảo kho báu ở ngay trước mặt, cố lên. Thuyền trưởng Kiki, chúng ta chẳng bắt được con cá nào cả. Bạn có thể giúp tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Ê.
Tôi đi tìm những chú cá này. Đây là cá dành cho bạn. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Hãy giữ vững tay lái. Đi thôi nào. Đích đến ở ngay phía trước rồi. Hãy đi. Có một cơn bão ở đằng kia. Hãy cẩn thận. Lái thuyền đến càng gần nhất. Có chứ, cơn bão ngày càng mạnh hơn. Cơn bão mạnh thêm nhiều nữa, hãy tăng tốc nào. Hay lắm, chúng ta đã đến cảng rồi. Thắt dây thừng và cố định chiếc thuyền. Bạn được an toàn trong cơn bão. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đảo kho báu ở ngay trước mặt. Cố lên. Cứu ơi, có người rơi xuống biển kia. Hãy đi cứu họ. Cứu ơi, cứu ơi. Hãy ném cho cứu sinh để cứu họ. Thuyền trưởng Kiki, tất cả đồ đạc của chúng tôi bị rơi xuống nước rồi. Bạn có thể tìm giúp chúng tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy lấy lại đồ dùng của mọi người. À, nhiều rác quá. Chúng ta phải bảo vệ môi trường biển và không được vứt rác bừa bãi. À, nhiều rác quá. Chúng ta phải bảo vệ môi trường biển và không được vứt rác bừa bãi. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Miếng ghép của cano đệm khí. Hãy giữ vững tay lái. Đi thôi nào. Đi nào. Đã nhìn thấy đích đến. Đảo kho báu ở ngay trước mặt. Cố lên. Sương mù ở đây dày quá. Hãy cẩn thận.
có rất nhiều rơi, hãy xua đuổi chúng đi nào. Tuyệt quá, bạn đã ra khỏi vùng sương mù an toàn rồi. Đây là phần thưởng của bạn, hãy mở nó ra. À, bạn có một nhãn dán rồi. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Kho báu ở trên hòn đảo kia, hãy đi kiếm thôi nào. Dương báu ở ngay đó, hãy cùng đào nào. Ồ, dương báu không ở đây rồi. Ồ, dương báu không ở đây rồi. Ồ, dương báu không ở đây rồi. À ha, chúng ta đã tìm được dương báu rồi. Bạn thật tuyệt vời, đấy là phần thưởng của bạn. Ồ, bạn có nhiều phần thưởng quá. Tuyệt vời, cano đèn khí cũng được mở khóa rồi.